rất rộn ràng, hồ vàng phát lộc. Cơ hội quay số trúng thưởng với 90 xe Yamaha, 90 chỉ vàng SJC và 1.000 thẻ cào điện thoại. Lì xì 2 triệu đồng khi mua Grande và Genus, 7 triệu đồng khi mua Frigo S và 5 triệu đồng khi mua Frigo. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Liên Minh Confession. Thực sự đáng tiếc cho những bạn nào bỏ lỡ ngày thi đấu hôm qua với những kèo đấu thực sự đã khiến cho người xem phải chuyển từ hồi hộp, đau tim và cuối cùng là cảm giác mãn nhãn. Những lượt pick dị, những pha đuôi công đến chóng mặt đi thẳng vào lòng người. Còn chờ gì nữa mà không cùng tài điểm qua những tin tức nóng hổi phía sau ngày thi đấu vô cùng căng thẳng ngày hôm qua nha. Faker tuyên bố sẽ khiến owner ôm hận vì dám cướp Pentakill của chủ tịch. Riot Games lên tiếng phủ nhận giả thuyết của fan Jerry và Neon không phải là cùng một nhân vật. Làm game kiểu Riot, chỉnh sửa tới lui phép dịch chuyển để rồi tạo ra lỗi cực nặng ở giải đấu LPL. Lần đầu cầm Sigurd hỗ trợ tại LCK đã hạ gục Dambuchia, cộng đồng lo lắng Gen Z Lê Hèn dạy hư danh đơn. So với Enzo bị ném đá thậm tệ sau thất bại của Weibo Gaming, Dogo khóc ngất trong chiến thắng đầu tiên tại LPL. Faker tuyên bố sẽ khiến owner ôm hận vì dám cướp Pentakill của chủ tịch. Kể từ khi LCK mùa xuân 2022 chính thức khởi tranh đến nay, T1 đã trải qua 2 trận đấu toàn thắng. Tuy rằng trong trận đấu gặp Freddy Bryan, Faker và đồng đội đã gặp không ít khó khăn khi để thua Pro Game 1 và để mất 2-3 run liên tiếp ở Game 2. Nhưng cuối cùng thì T1 cũng đã giành chiến thắng. Bên cạnh sự hỗ trợ từ các vị tướng 200 năm của Riot, không thể không kể đến tài năng của những tuyển thủ bên phía T1 mà nổi bật là Gumayusi Kyria. Bên cạnh trận đấu khó khăn trước Freddy Bryan, thì điểm nhấn khác trong 2 trận đấu đầu mùa giải T1 chính là màn cướp Pentakill của Faker mà tuyển thủ trẻ Owner chính là thủ phạm. Thậm chí Faker còn có ý định team kill đồng đội bằng cách đặt bão điện tử và kẻ một đường tia chết chóc vào vị trí của Owner. Đây cũng là tình huống được fan T1 nói riêng và cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại nói chung chú ý nhất trong trận đấu. Trong buổi phỏng vấn mới đây, khi được hỏi về cảm nghĩ về pha cướp Pentakill của Owner, Faker nửa đùa nửa thật rằng sẽ khiến đàn em phải ôm hận. Em ấy đã xin lỗi tôi ngay sau pha xử lý đó, nhưng mà tôi cũng không thà đâu. Khi mà em ấy có cơ hội giành Pentakill, tôi sẽ cướp lại. Nhưng có lẽ chủ tịch chỉ đùa vậy thôi, bởi thực sự trong giao tranh, mục tiêu hàng đầu chắc chắn sẽ chỉ là hạ gục càng nhiều đối thủ càng tốt. Và Faker cũng sẽ đặt sự quan trọng của chiến thắng cuối cùng lên hàng đầu hơn là thành tích hạ gục của bản thân. Trong các trận đấu đã qua, có thể nói rằng bên cạnh những chiến thắng, thì T1 cũng còn không ít vấn đề và một trong số đó chính là đến từ khả năng kiểm soát mục tiêu của T1 nói chung và Owner nói riêng. Điển hình như trong trận đấu gặp Freddy Bryan, cả hai lượt cướp Baron của Freddy đến từ những phút giây bất cẩn của Owner và T1. Thời gian còn dài và vẫn còn nhiều trận đấu phía trước để T1 cũng như là Owner khắc phục những vấn đề còn tồn đọng. Có như vậy thì họ mới có thể mơ đến những danh hiệu trong mùa giải 2022 này. Riot Games lên tiếng phủ nhận giả thuyết của fan Jerry và Neon không phải là cùng một nhân vật. Sau nhiều tuần đồn đoán và đưa ra giả thuyết về hai vị tướng Jerry, Neon cùng đa vũ trụ Riot Games, cuối cùng cộng đồng Valorant và Liên Minh Huyền Thoại đã nhận được câu trả lời thích đáng từ nhà phát hành. Cụ thể, Riot Games đã lên tiếng khẳng định trên Twitter rằng Neon và Jerry không phải là một nhân vật, họ là hai người khác nhau ở hai tựa game khác nhau. Riot cho biết, chúng tôi đã thấy các giả thuyết của các bạn về các nhân vật và sự so sánh song song giữa Neon và Jerry. Và để đính chính thông tin này, chúng tôi xác nhận rằng họ đã được tạo ra song song bởi các đội phát triển Liên Minh Huyền Thoại và Valorant. Thật khó có thể bỏ qua những giả thuyết xung quanh mối quan hệ giữa Jerry và Neon vì sự tương đồng về ngoại hình, bộ kỹ năng liên quan đến điện và sử dụng cùng một nữ diễn viên lồng tiếng. Dù vậy, Riot cũng đã nói rõ rằng hai nhân vật này là hai cái tên riêng biệt và họ sẽ được phát triển có tính liên kết song song với nhau trong các sự kiện riêng biệt ở hai trò chơi khác nhau. Riot cũng đã cung cấp thông tin chi tiết về sự phát triển của Neon và Jerry và chia sẻ cách cả nhóm phát triển Liên Minh Huyền Thoại và Valorant làm việc cùng nhau để tạo ra một cặp nhân vật có thể liên kết với nhau. Nhà phát triển Valorant John Gosiski và nhà phát triển Liên Minh Huyền Thoại Ryan Miles, người lãnh đạo nhóm thiết kế nhân vật cho các trò chơi tương ứng, đã làm việc cùng nhau trong suốt năm 2021. Trong Liên Minh Huyền Thoại, chúng tôi có những nhân vật đa dạng về vai trò, khu vực, giới tính và lối chơi. Và Valorant cũng có hầu hết những thứ này. Tuy nhiên, chúng có những sự khác biệt so với những gì mà chúng tôi làm trong Liên Minh Huyền Thoại.
Vì vậy chúng tôi cần đảm bảo rằng sẽ tìm thấy một không gian phù hợp cho cả hai trò chơi, cũng như là tạo ra điểm thú vị thu hút người chơi. Miles chia sẻ. Hiện tại Neon đã có mặt tại Valorant, trong khi đó Zeri sẽ chính thức được ra mắt tại Liên minh huyền thoại 12.2 trong ngày 20 tháng 1 tới đây. Làm game kiểu Riot, chỉnh sửa tới lui phép dịch chuyển để rồi tạo ra lỗi cực nặng ở giải đấu APL. Như chúng ta đã biết thì tại bản 12.1 vừa qua, Riot Games đã chỉnh sửa lớn nhắm tới phép dịch chuyển khi nó có thể dùng vào trụ đồng minh trước phút thứ 14. Thay đổi này đã khiến cho meta của Liên minh huyền thoại, đặc biệt là tại các giải đấu lớn, thay đổi hoàn toàn so với mùa 11 trước đó. Thay vì lựa chọn các đội hình có thể giao tranh sớm ở đường dưới, hầu hết các đội tuyển chuyên nghiệp đều hướng tới lối chơi tập trung vào giai đoạn đi được. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như thay đổi đó của Riot hoạt động đúng như những gì trên lý thuyết. Tuy nhiên mới đây tại giải đấu APL mùa xuân 2022, phép bổ trợ này đã vướng phải một lỗi cực kỳ nặng. Cụ thể thì trong trận đấu giữa OMG và AL tại LPL, anh chàng ZDZ sử dụng Set đã làm ngỡ ngàng tất cả khi có một pha dịch chuyển xuống căn cứ của mình dù đang ở bệ đá cổ. Tới khi xem lại replay thì người ta mới nhận ra rằng bằng một cách nào đó, phép dịch chuyển lại có thể dùng được lên gói hàng của Corki. Tính năng này gây bất ngờ tới mức những bình luận viên của giải đấu LPL còn không biết về nó. Tới một người chuyên tìm lỗi của Liên minh huyền thoại như Thánh Bắc Van Diriu cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ và không thể tin nổi lỗi này lại có thể xuất hiện. Điều đáng nói ở đây là một sự vô lý của lỗi này khi theo lý thuyết thì chẳng có một vị tướng nào khác trừ bản thân Corki có thể click được vào khói hàng để làm bất kỳ hành động nào khác. Nên nhớ rằng phép dịch chuyển về mặt bản chất vẫn là một dạng kỹ năng chọn mục tiêu. Thật quá vô lý khi bạn có thể dùng được nó lên một vật thể mà mình không thể click vào. Về mức độ ảnh hưởng của lỗi này thì nó có thể khiến các trận đấu bị thay đổi kết quả hoàn toàn khi một người chơi lãng phí một phép bổ trợ có thời gian hồi chiêu cực kỳ lâu. Nên nhớ rằng meta hiện tại thì cả phép dịch chuyển lẫn vị tướng Corki là những yếu tố vô cùng quan trọng ở những trận đấu chuyên nghiệp. Hy vọng rằng Riot Games sẽ sớm tìm ra cách sửa lỗi này khi nó có thể ảnh hưởng vô cùng tiêu cực tới các giải đấu hàng đầu thế giới. Lần đầu cầm Seagate hỗ trợ tại LCK đã hạ gục Damwon Kia, cộng đồng lo lắng Gen Z Lee Han dậy hư danh đơn. Vào buổi tối ngày hôm qua, ngày 16 tháng 1, cuối đầu tâm điểm của tuần thi đấu đầu tiên tại LCK mùa xuân 2022 giữa Gen Z Esports và Damwon Kia đã được diễn ra. Cả hai đội đều không muốn thất bại một chút nào khi họ còn phải bám đuổi một đối thủ nặc ký khác là T1 trên bảng xếp hạng. Và đúng như tính chất căng thẳng của mình, Damwon Kia và Gen Z đã phải cần tới ván đấu thứ 3 thì mới xác định được đội chiến thắng. Với sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân, Gen Z đã có được thắng lợi 2-1 đầy nghẹt thở trước Damwon Kia. Điều đáng nói ở đây là tại game 3 quyết định thì Gen Z lại quyết định sử dụng một quân bài vô cùng lạ, đó là Singlet hỗ trợ trong tay của Lee Han. Thậm chí theo thông tin từ phía ban tổ chức thì đây mới là lần đầu tiên Singlet được chọn ở vị trí hỗ trợ tại LCK. Tuy nhiên sự nguy hiểm của quân bài này được Lee Han đẩy lên cực kỳ cao. Anh chàng này đã hất được Showmaker về với đồng đội và giúp Gen Z giành chiến thắng thuyết phục. Đúng với tính chất của một trận đấu tâm điểm, thì cuộc đối đầu giữa Gen Z Esports và Damwon Kia sau đó đã trở thành một chủ đề bàn tán rất nóng trên các diễn đàn về Liên minh huyền thoại. Quả thật người ta đã không khỏi khâm phục Lee Han khi đã dám mang ra một lựa chọn cực kỳ mạo hiểm như Singlet hỗ trợ ở một trận đấu có tính chất quá quan trọng như vậy. Thậm chí thì không ít game thủ còn bày tỏ mối quan ngại về việc danh đơn sẽ xuất hiện rất nhiều Singlet hỗ trợ làm khổ đồng đội sau trận đấu kể trên. Có vẻ như không chỉ cộng đồng Liên minh huyền thoại, mà chính Lee Han cũng cảm thấy rằng sẽ có rất nhiều người chơi học theo mình mà chơi Singlet hỗ trợ. Thậm chí khi được hỏi về vấn đề này bởi phóng viên Ashley Kang, Lee Han cũng khuyên game thủ rằng bạn nên né những người vừa vào đã khóa Singlet hỗ trợ cho thời gian sắp tới. Với chiến thắng quan trọng này thì Gen Z Esports đã có được 2 điểm và chia sẻ ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng với T1. Trong hai tuần thi đấu sắp tới thì Gen Z có lợi thế hơn so với T1 về mặt lịch thi đấu khi đối thủ lớn nhất mà họ phải gặp chỉ là KT Rollstar hay Hawala Esports mà thôi. Trong khi đó T1 sẽ đụng độ với những đối thủ như là Nongshim Red Fox hay là Damwon Kia. Đây có thể chính là cơ hội để Gen Z vươn lên và độc chiếm ngôi vị dẫn đầu vòng bảng của LCK mùa xuân 2022. Sof và Enzo bị ném đá thậm tệ sau thất bại của Weibo Gaming. Dogo khóc ngất sau chiến thắng đầu tiên tại LPL.
Trận đấu tâm điểm của tuần thi đấu đầu tiên LPL mùa xuân 2022 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Bilibili Gaming, dù không có UZ trong đội hình. Mà nội gương dòng của Bilibili Gaming ngoạn mục bao nhiêu thì thất bại của Weibo Gaming lại để lại nhiều tiếc nuối bấy nhiêu. Nhất là khi Sọp và các đồng đội đã có một game 1 thi đấu rất tốt, nhưng họ lại để Bilibili lật ngược thế cờ trong một trận đấu mà chính các tuyển thủ Weibo Gaming đã tự bắn vào chân mình quá nhiều. Nếu ở game 1, Weibo Gaming thi đấu không một vết xước, thì sang game 2, họ lại có những lượt pick dị và không phát huy được hiệu quả như Victor cho The Side hay là Akali băng trượng vĩnh cửu cho Angel. Ngoài ra thì Sọp cũng không có một trận đấu thực sự mắc bình, điển hình như là pha anh để mất Baron ở game 3 quyết định. Sọp và Angel lại trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận fan LPL lẫn cộng đồng Liên minh huyền thoại quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng Sọp đã dần đánh mất phong độ kể từ sau chung kết thế giới 2020 và là nguyên nhân cho nhiều trận thua của Sanning ở mùa giải 2021. Còn vị trí của Angel, nhiều người cho rằng anh đã có một ngày thi đấu gần như tàng hình và hai lượt pick Akali cũng như LeBlanc thực sự là thảm họa. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có không ít những bình luận động viên các tuyển thủ Weibo Gaming, đơn giản là bởi vì đây cũng chỉ mới là trận đấu thứ hai của họ tại LPL mùa xuân 2022. Sau một mùa giải nhiều thất vọng và có sự thay đổi về mặt nhân sự, Weibo Gaming chưa thực sự vào guồng cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể những lượt pick dị có thể là do Weibo Gaming muốn thử nghiệm nhiều loại đội hình khác nhau hơn. Ngoài ra, một chi tiết cũng khiến fan LPL xúc động chính là từ phía tân binh Dogo của Bilibili Gaming. Trong ngày debut tại một trận đấu chính thức tại LPL, được báo luyện Bilibili Gaming tin tưởng, lựa chọn thay vì UZ và cùng cả đội giành chiến thắng. Dogo đã không kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Hình ảnh tuyển thủ sinh năm 2003 khóc nức nở có lẽ là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất trong tuần thi đấu đầu tiên của LPL mùa xuân 2022. Weibo Gaming đã thất bại đầy tiếc nuối trong một trận đấu mà họ phần nào được đánh giá cao hơn đối thủ. Một trận thua có thể không phải là thảm họa đối với đội tuyển này, nhưng là đủ để các tuyển thủ Weibo Gaming nhìn ra những vấn đề còn đang tồn động và tìm cách khắc phục. Có bạn nào lỡ mất trận long tranh hổ đấu giữa Đăng Wukia và Gen.G không? Nếu còn chưa kịp xem thì nhớ truy cập, like và subscribe kênh để cùng chiêm ngưỡng lại những siêu phẩm nha. Mình xin phép ví đó như là một hành trình cảm xúc bởi quá khó để diễn tả bằng lời. Bản tin nóng số 695 đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những số tiếp theo trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Siêu hot anh em ơi! Shop Liên minh Confession.com đã có rất nhiều sự kiện đang diễn ra trên shop. Đầu tiên là bán nick Liên minh Trắng, thông tin rẻ nhất thị trường. Không chỉ bán nick giá siêu rẻ, shop còn đang có ưu đãi mua nick tặng ngay RP. Trên shop còn có rất nhiều vòng quay, dịch vụ siêu hấp dẫn như vòng quay siêu phẩm, mở dương RP, khuyến mại nạp thẻ lên tới 50%. Anh em còn ngại gì mà không truy cập ngay shopliênminhconfession.com để trải nghiệm ngay nào.